La 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 la
đẹp quá ta. À, hôm nay mình sẽ chuẩn bị một món rất là hấp dẫn để đãi bạn bè trong dịp Tết. Đó là món thịt quay thuần chay. Thịt quay thuần chay này chúng ta sẽ có gồm có 3 phần: phần da, phần nạc và phần mỡ. Thì phần da chúng ta sẽ có những nguyên liệu như sau: một miếng tàu hũ kia lá ngâm nước cho mềm và một ít siro màu thực phẩm. Phần nạc chúng ta sẽ gồm có 100g sườn non ngâm mềm và xay hơi nhuyễn, 50g bột bắp, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê ngũ vị hương và 2 muỗng canh hành tỏi phi. Sau cùng là phần mỡ. Phần mỡ chúng ta sẽ gồm có những nguyên liệu: 50g bột bắp, 50g bột mì tinh, 100g nước cốt dừa, 150g nước lọc. Phần gia vị của phần mỡ sẽ gồm có 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê muối. Chúng ta sẽ bước sang chuẩn bị làm phần nạc trước. Các bạn sẽ đổ hết những gia vị của phần nạc vào. Bột bắp mình đổ vào ha. Và muối, bột nêm thuần chay, tiêu, ngũ vị hương, hành tỏi phi. Sau khi mình đã đổ xong nguyên liệu này vào rồi thì mình dùng tay mình trộn cái này cho nó đều, để cho cái nguyên vật liệu hồi nãy mình để vào đó nó hòa tan với nhau, nó đều. Gia vị nó sẽ thấm gia hơn. Gia vị nó thấm hơn thì nó sẽ ngon hơn, miếng thịt ngon hơn. Rồi, sau khi mình đã trộn xong rồi đó, mình để cái miếng thịt này sang một bên đi ha. Để chuẩn bị cho phần mỡ, chúng ta sẽ sử dụng một cái nồi. Rồi chúng ta sẽ bỏ hết các nguyên vật liệu của phần mỡ vào nồi. Trước tiên mình bỏ nước vào. Bột mì tinh, bột bắp ha, nước cốt dừa nha các bạn, muối, và đường. Sau khi đã bỏ vào hết rồi, các bạn dùng một cái giá để chúng ta quậy lên cho nó đều cái hỗn hợp. Nhớ quậy tan ha. Quậy cho tan cái hỗn hợp này lên. Rồi, sau khi hỗn hợp này đã hòa tan rồi, chúng ta sẽ bắt nồi này lên bếp. Và chúng ta sẽ bật lửa lên với một lượng lửa nhỏ. Mình để lửa nhỏ như vậy đó, để khi mà hỗn hợp nó bị đặt lại rồi nó sẽ không bị khét. Và Yến nhớ quậy liên tục như vậy nè, để cho phần bột nó không bị vón cục đi. Mình cứ quậy liên tục như vậy cho đến khi nào cảm thấy bột nó đặt lại là chúng ta sẽ tắt bếp và bắt xuống liền. Chúng ta sẽ cảm thấy bột nó vừa nửa chín hoặc là nửa sống là được rồi đấy, chứ đừng để chín quá thì phần mỡ nó sẽ không được ngon. Đó, sắp đặt rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Mình phải quậy liên tục như vậy. Đãi khăn lên rồi thì mình sẽ bỏ miếng tàu hũ kia phần da này lên. Đó, mình trải đều miếng da này lên. Mình hiểu rồi. Bạn để phần gấp lên trên. Mình sẽ đổ phần mỡ này lên da. Trải đều. Muốn cho cái muỗng nó không bị dính bột á
mình sẽ nhúng cái muỗng vô trong nước. À. Sau đó mình sẽ trải đều cái miếng phần mỡ ra. Rồi. Xong. Cầm giùm mình cái sửng vào nha. Để lên bếp giùm. Mình đã chuẩn bị xong phần da với phần mỡ rồi đó. Bây giờ tiếp tục á, mình sẽ bỏ phần nạc lên. Mình sử dụng tay này. À, mình trải đều lên cái phần mỡ luôn. Rồi mình dùng tay mình ém chặt xuống ba phần, nó sẽ dính chặt vào với nhau. Khi mà mình hấp lên á, lát nữa mình sẽ hấp lên á, nó sẽ không bị rời ra đó. Chuẩn bị giùm mình cộng dây lạc đó. Rồi rồi, có liền dây lạc nữa. Sau khi mà mình ém chặt hết phần thịt này lại rồi, mình sẽ gói lại cái phần vải này vào. Trong khi gói cũng ém chặt cho thật chặt xuống. Rồi sau khi mình gói gọn rồi, mình lấy ra ha, lấy miếng thịt ra. Rồi lấy miếng thịt ra khỏi khuôn. Mình có thể thay thế dây lạc này bằng dây khác được không Lan? Bạn có thể sử dụng dây vải cũng được. Dây vải cũng tốt. Mình sẽ cột chặt miếng thịt lại. Mình có thể mình cột làm 8 nuột hay 10 nuột gì đó cho thật là chặt miếng thịt lại. Sao mình lật lại. Lại. Rồi, mình đã cột xong rồi đó. Mình phải cột như vậy nè. Cột chặt lại làm 8 hoặc là 10 nuột gì đó để cho miếng thịt của mình được chặt lại. Sau khi mình hấp xong á, nó sẽ không bị rời ra. Rồi mình sẽ để vào sửng hấp thôi. Chúng ta sẽ để phần nạc ở bên trên, phần da ở dưới. Rồi mình sẽ bật lửa lên và hấp. Và mình hấp cái miếng thịt này trong vòng 30 phút. 30 phút hấp xong rồi đó Yến. Mình sẽ lấy miếng thịt ra. Mình dùng cái kẹp này nè Yến, để cho nó không bị nóng tay. Rồi lấy ra. Mình có thể sử dụng kéo đấy. Mình cắt dây ra. Trông hấp dẫn quá ta. Rồi sau khi mình đã mở dây và vải ra rồi đấy, rồi mình để cho hơi nguội nguội. Rồi mình sẽ sử dụng một miếng mút mà thấm cái phẩm màu siro này và phết lên phần da. Nó phết lên miếng thịt cho nó đều đẹp hết. Cái chỗ nào còn vàng á, mình nhớ phết lên. Phết màu lên rồi đó, mình sẽ sử dụng một con dao thật là bén như vậy nè. Rồi mình sẽ cắt miếng thịt. Trong khi mình cắt miếng thịt đó thì phần bột nó sẽ dính vào trong dao đó. Mình sẽ sử dụng miếng mút này và mình chùi con dao cho nó thật sạch đi để mà mình tiếp tục cắt cái miếng tiếp theo. Rồi mình cắt thành miếng vừa ăn ha. Xong rồi mình mới chiên. Đó, nó hơi bị dính đó. Mình lấy nước mình chùi liền. Sau khi mình đã cắt thành miếng vừa ăn rồi đó, mình sẽ chuẩn bị chiên ha. Chúng ta sẽ bắt một cái chảo lên bếp. Và chúng ta sẽ sử dụng dầu hướng dương ấy. Loại dầu này là dầu thuần chay, mình có thể mua tại các siêu thị. Mình đổ dầu cho làm sao cho ngập nửa miếng thịt là được rồi đấy. Để cho dầu thật là sôi. Rồi, sau khi chả dầu đã sôi rồi, mình sẽ dặn lửa nhỏ xuống đó. Mình chiên với cái lượng nhỏ riêng ha.
Vậy là chúng ta đã làm xong món thịt quay thuần chay rồi đó. Món này có thể dùng với bánh mì và cơm được. Bây giờ mình sẽ làm thử một ổ bánh mì. Mình dùng dao và xẻ bánh mì ra. Mình sẽ dùng thịt vào bên trong. Sau khi bỏ thịt vào rồi, mình sẽ bỏ thêm dây leo vào. Rồi bỏ thêm một ít đồ chua nữa ha. Rồi chúng ta thêm ngò vào. Mình xem ổ bánh mì có hấp dẫn không? Hấp dẫn. Rồi nhắc muối tiêu lên. Cho mỗi bánh mì thật là ngon miệng và đẹp mắt. Thịt quay thuần chay dọn với bánh mì mình cũng có thể đem đi picnic đồ tiện. Khi mà mình đi đâu xa đó, mình có thể dùng bánh mì thịt quay như vậy nè. Mình đem đi, nó rất là tiện lợi và gọn gàng nữa. Thật là ngon miệng á. Thịt quay thuần chay nè. Bánh mì chay. Đây là của con nè. Cảm ơn cô. Này của con. Cảm ơn cô. Thằng này của con nè. Cảm ơn cô. Ngon ghê ha. Coi ngon quá. Mấy con ăn tạm nha. Chiều mình còn một món đặc biệt để ăn Tết nữa đó. Dạ. Món thịt quay thuần chay đó, mình có thể sử dụng làm món thịt kho riêng nữa đó. Ăn với cơm rất là ngon. Vậy hả? Sau đây mình đã chuẩn bị sẵn một dĩa thịt quay chay, thực hiện tương tự như là lúc nãy, nhưng mà mình không có sử dụng phẩm màu và ngũ vị hương. Thì phần thịt kho riêng này chúng ta sẽ sử dụng những nguyên vật liệu như sau: 300g nước dừa tươi và 2 muỗng canh bột nêm, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê bột mì tinh. Các bạn sẽ đổ hỗn hợp của phần kho vào trong nồi. Đây là 300g nước dừa. Đây là bột nêm thuần chay. Còn đây là nước mắm cũng thuần chay luôn á. Này là đường. Rồi mình tiếp tục bỏ muối vào. Và bột mì tinh. Sau khi đã bỏ hỗn hợp tất cả vào rồi, chúng ta sẽ khuấy đều cho gia vị hòa tan với nhau. Rồi sau khi hỗn hợp đã hòa tan, mình sẽ bắt này cái nồi nước này lên bếp. Chúng ta sẽ dùng cái giá này khuấy cho tan cho đều. Mình cứ khuấy như vậy cho đến khi nào hỗn hợp này sôi lên 1-2 phút rồi đó. Rồi khi hỗn hợp đã sôi rồi, chúng ta bỏ thịt vào. Chúng ta chỉ cần đảo qua đảo lại 1-2 lần, tắt bếp là được rồi đó. Để tăng cho phần hương vị và màu sắc của món ăn thêm ngon, mình có thể sử dụng thêm 2 muỗng canh hành tỏi phi và 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu điều. Dầu điều thì mình
mình bỏ cái dầu lên chảo cho nóng, bắt bếp lên cho nóng, rồi mình bỏ hạt điều vào, nó sẽ có màu điều. Chúng ta đã chế biến thành công thịt quay và thịt kho rim thuần chay, rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Chúng ta có thể sử dụng các món ăn này vào những dịp lễ Tết rất là lý tưởng. Chúc các bạn có một mùa xuân tràn đầy niềm vui trong tình thương và ân điển của Thượng Đế. Hãy ăn chay, sống xanh, cứu địa cầu. Xin kính chào tạm biệt. For more details, please visit www.SupremeMasterTV.com/VEG.